Nếu Đại Bồ Tát đối với trí nhất thiết chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nên nương vào trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát không thối chuyển tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán chiếu lời lẽ và sự dạy bảo của kẻ khác cho là chân yếu. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát không thối chuyển tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải chỉ tin kẻ khác mà còn có việc làm của mình. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát không thối chuyển tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng bị tâm tham dẫn dắt, chẳng bị tâm sân dẫn dắt, chẳng bị tâm si dẫn dắt, chẳng bị tâm kiêu mạn dẫn dắt, chẳng bị các loại tâm tạp nhiễm khác dẫn dắt. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát không thối chuyển tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng lìa bố thí Ba La Mật Đa, chẳng lìa tịnh giới Ba La Mật Đa, chẳng lìa an nhẫn Ba La Mật Đa, chẳng lìa tinh tấn Ba La Mật Đa, chẳng lìa tịnh lự Ba La Mật Đa, chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát không thối chuyển nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng thối bỏ. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoan hỷ, ưa nghe, thọ trì, đọc tụng, rốt ráo thông suốt, gắn chặt tư duy như thuyết tu hành, không hề mệt mỏi. Này thiện hiện, nên biết Đại Bồ Tát không thối chuyển ấy, vì đời trước đã nghe nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thọ trì đọc tụng như lý tư duy. Vì sao? Này thiện hiện, do đó Đại Bồ Tát không thối chuyển nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng thối bỏ. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoan hỷ, ưa nghe, thọ trì, đọc tụng, rốt ráo thông suốt, gắn chặt tư duy như thuyết tu hành, không hề mệt mỏi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng thối bỏ, thì Đại Bồ Tát ấy tại sao tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí, nên làm như thế để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp không để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô tướng để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô nguyện để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập hư không để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô sở hữu để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô sanh vô diệt để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô nhiễm vô tịnh để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập chân như để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp giới để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp tánh để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh chẳng hư vọng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh chẳng đổi khác để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh bình đẳng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh ly sanh để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp định để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp trụ để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập thật tế để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập cảnh giới hư không để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập cảnh giới bất tư nghỉ để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập không tạo tác để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập huyễn để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập mộng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tiếng vang để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập ảnh tượng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập bóng sáng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập bóng nắng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập sự biến hóa để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập ảo thành để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 317.